Để sắp xuống học tiếp rồi à? Ok, xuống nhanh nhanh chị nhá. Hello Lon Lon. Ok chị yêu nhé. Hello mắm. Hello mắm. Bạn ơi có gì bạn inbox vào nick đang phát trực tiếp mình để biết giá cả trực tiếp nha. Hello Tuấn Vũ Văn. Hello Lon Lon. Em ơi xăm sau lưng nó lại lật người lên. Dạo này khỏe không em? Dạo này dừa bán được nhiều không? Hello mắm. Hello cún. Cứ đây. Cứ đây. Lấy cái ổ nó. Lấy cái ổ. Lấy cái ổ. Ổ trong thùng giấy rồi. Ổ vàng rồi. Hello Nguyễn Hải Nam. Hello Dũng Hoàng. Hello mắm. Hello Vi Thắng. Mình ở 248 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sầm Sơn, giáp cổng chào Quảng Tiến, Thanh Hóa bạn này. Có gì bạn inbox để biết được địa chỉ trực tiếp nhau, đọc trên đây sợ bạn không nhớ. Hello Vi Thắng. Inbox để hỏi thì rồi hỏi địa chỉ các bạn nha. Ừ, chào Vi Thắng nha. Lấy cục sạc của bố em này. Đẹp quá, cảm ơn Nguyễn Hải Nam nhá. Hello hệ thống massage. Bảo em gái giơ tay cao lên, giơ tay thấp với ai thấy được.
đấy hết pin sạc pin này nhá. Cá như bạn ấy rất này. Anh cơ, ồ em đến luôn đi em ơi, cho theo luôn. Hello cò con. Lớn ơi, quay trộm mặt anh. Nào mình đoạn đấy. Ôi trời. Nào nói vũ to ấy. Có thấy đâu mà bảo vũ to. Ờ em này là con nhà, cái này là gì nhỉ? Con nhà cô Thắm, nhà bán vàng ở ngay đường cổng chào của thành phố Sầm Sơn ấy. Nhà 4 tầng. Anh Dũng có duyên thăm cho gái anh nhỉ. Anh Dũng ơi cẩn thận, hết mùa này mắt anh Dũng lại lành, lại bình thường tích trở. Anh Dũng đã nhìn quen rồi. Em nó đã có chồng chưa anh? Chưa em ơi. Năm nay em ấy mới 18 tuổi thôi. Chưa có chồng, chưa có người yêu. Ai yêu thì inbox anh giới thiệu cho nha. Ai yêu thì khao đi nhá. Ai yêu thì khao. Ai muốn yêu thì cứ lót trước đi nha. Béo đang đẹp thế kia thì lấy đâu ra chồng. Mãi cả mắt tình thế. Năm nay có 18 tuổi thôi. Chưa có bồ. Hello Ngô Văn Minh. Có gì? Là ở trên có đau không? Trên thì không đau gì. Ở dưới anh đánh trước rồi trên thì sao? Hello Tình Cao. Hello Lý Trọng Luân. Mặt đang ôm gối như thế này quay sao được. Em cứ biết là em ấy là một cô gái rất là đẹp. Năm nay đủ 18 tuổi trăng tròn. Nhà ở ngay con đường tình yêu ấy. Anh ơi viết thêm cho em nó cái chữ thăm kín lưng. Ok baby. Hello mom. Hello mom. Hello mom. Để phun cao có anh Dũng ơi nha, to quá. Ở đoạn đấy con nào em cũng biết.